Chào các bạn với những cái chiếc camera hành trình 70 mai nói riêng và các hãng khác nói chung ở thế hệ trước ấy thì khi mà các bạn có nhu cầu kết nối điện thoại với cam ấy thì chúng ta sẽ phải đi qua một cái bước đầu tiên ở trên cam chúng ta sẽ phải bật wifi sau đó ở trên điện thoại thì mình sẽ phải kết nối với cái sóng wifi đó thì mới có thể kết nối được thế nhưng mà ở trên cái con A510 hiện nay thì chúng ta không phải lòng vòng nhiều bước như thế nhá Rồi đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem này. Đầu tiên ở trên chiếc Cam nhé, đây, các bạn sẽ nhìn kỹ này, đây đây, đấy. Sóng WiFi hiện tại bây giờ đang là không có bật tí nào và ở trên điện thoại thì mình cũng cho các bạn xem luôn sóng WiFi ở đây cũng không kết nối nha. Các bạn nhớ nhé, chúng ta không nhìn thấy cái sóng WiFi của chiếc A510 đâu. Và bây giờ thì mình sẽ vào kết nối cái ăn ngay. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Thế nhưng các bạn phải lưu ý là các bạn sẽ phải bật Bluetooth lên đấy. Rồi ok. Bây giờ thì mình sẽ bật khởi chạy ứng dụng 70mai và chiếc cam hành trình A510 đây. Mình chỉ cần bấm vào thôi. Sau đó chúng ta sẽ đợi một ít giây. Rồi, ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ kết nối nhá. Ở trên cam mình vẫn chưa bật wifi, ở trên điện thoại mình cũng chưa kết nối mà mình bấm kết nối ngay ở trong ứng dụng và nó sẽ thực hiện kết nối thẳng luôn vào chiếc A510 và chiếc A510 bây giờ thì các bạn sẽ để ý ở đây. Đấy nó đã kết nối rồi và wifi nó tự động bật luôn các bạn nhé Chúng ta sẽ không phải làm nhiều thao tác như những cái dòng cam khác trước đây Đấy như vậy thì chúng ta đã kết nối thành công Đây mình sẽ cho các bạn xem không lại bảo là mình sử dụng cái chiếc cam khác để mà mình Đấy, mình đã quay đây đúng không Đấy rồi ok Vâng và như vậy thì các bạn đã thấy là với cái chiếc A510 ấy Thì khi mà kết nối điện thoại với cam Chúng ta sẽ không phải thao tác nhiều bước giống như là những cái dòng cam thế hệ trước nữa Chúng ta chỉ cần bấm một cái là có thể kết nối được ngay Rất hay